Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Đố Cùng 8. Bây giờ là 12 giờ trưa ngày 21 tháng 11 năm 2018. Thì hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc sập thờ chân 16 và một chiếc bàn cơm cho một bác khách hàng là bác Tạ Quốc Quân ở huyện Hạ Hòa. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong phần mộc thì chúng tôi sẽ quay cho bác Quân ở Hạ Hòa xem. Chiếc bàn thờ này thì bằng chất liệu gỗ mít, có kích thước là 1m07, 1m17 và 2m17. Chân là chân 16. Let's quay gần lại chi tiết nha. Đi làm cơm đi. Cái dạ chính là đục mặt hổ phù. Long ly quy phượng. Cái này là một con phượng và ly. Dưới là có một chú rùa. Phần cổ thì ở giữa là có đục rồng trầu mặt nguyệt và chữ thọ. Bốn chân thì được đục chạm nghê trầu. Bốn chân đục nghê trầu. Bên trên phần bao lan là đục rồng. Đây thì quay gần mọi người xem cái đầu hổ phù này, được đục chạm rất là kênh bong. Kênh bong nổi lên, có thể luồn tay vào được. Đây là chiều nghiêng của chiếc sập thờ này. Ngoài ra là bác cũng đặt xin chúng tôi một chiếc bàn cơm nữa. Một chiếc bàn cơm cũng là gỗ mít. Mọi người mà ai có nhu cầu muốn sở hữu một bộ sập thờ như này thì vui lòng liên hệ với chúng tôi là số điện thoại là 0987 50 0816, hoặc là truy cập website đogotung8.com. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tổng thể về chiều nghiêng của chiếc sập.